Xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục với series mình đọc blog của mình cho mọi người nghe. Bài ngày hôm nay sẽ là một trong những bài trong series chuyện ngày bé của mình ở trên blog. Và thực sự là mình rất 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 thích cái series này bởi vì mình có một ký ức khá là rõ rệt về tuổi thơ của mình. Mình không biết đấy là flashback memory hay nó là memory thật nữa. Thế nhưng mà cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng thực sự muốn kể cho mọi người nghe về tuổi thơ của mình, về những điều mà đã tạo nên mình bây giờ, về những cái rất là đẹp mà mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy lại được sự ngây thơ ngày đấy. Hôm nay sẽ là bài số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Trí Kiên. Bài này được viết vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tuổi thơ của mình nằm ở số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Trí Kiên. Bà mình kể rằng mình đẻ ra lúc gia đình còn ở Mai Động. Khi đấy nhà mình bé lắm, mẹ và mình ở trên các xếp hay sao ấy. Nhưng cũng đúng lúc đấy, bố đang xây một căn nhà mới, căn nhà đầu tiên của bố tại phố Phùng Trí Kiên, cách xa cả chiều dài thành phố Hà Nội so với nhà cũ. Chỉ mấy tháng sau khi đẻ ra là mình sang nhà mới rồi. Mình không nhớ cái nhà cũ có hình hài thế nào đâu. Những ký ức đầu tiên của mình đều ở nhà mới cả. Trận bóng đá đầu tiên bố mẹ dẫn mình đi xem hòa Việt Nam, Thái Lan 0-0. Những lần cả nhà ngồi ở tầng 1 xem bóng đá, mình ngủ quên, bố mẹ ăn mực nướng, xe đạp ba bánh màu hồng nhạt, rồi đổi lên xe màu xanh nước biển đậm, rồi tháo bánh phụ ra tập đi xe hai bánh, ngã xước hết hai chân chú mình. Chiếc xe màu hồng Hello Kitty siêu xịn được mua ở lớp 2. Lần đầu tiên mình gặp xe cố chạy nhanh đuổi theo chú mình. Chú lái xe máy đi rửa xe, đâm vào đâu đó hay trượt tay trượt phanh mà ngã rách cằm. Chú phải bế về nhà đưa đi khâu ở viện E6 mũi. Một lần hồi còn rất bé, bố mình đùa với mình thế nào mà trẹo tay một tí thì là đau lắm luôn, khóc kinh khủng luôn, mãi mà nó không khỏi. Bố mẹ cuống lên chở đi khám, thế mà đến nơi bác sĩ thì tay lại bình thường. Thề là mình không giả vờ đau, mình thấy đau ơi là đau nhưng đến lúc đấy thì không đau nữa. Nhớ em mêu mêu, Giáng sinh năm 2005 có một bác nào đó hoặc chính là mẹ tặng mình. Tại căn nhà đấy, mình từng ngồi không biết bao nhiêu lâu trên bộ ghế sofa bằng da màu trắng có những vết đốm đen đen để xem Cartoon Network. Mình hay vẽ lên bộ sofa đấy nhưng bố mẹ cũng không bao giờ mắng mình. Mai Trang 3-4 tuổi lọt thỏm vào chiếc ghế sofa to bự xem tivi khi có cô thu tiền điện đến. Mình thò đầu ra sau qua sofa, cô ấy gọi mình là cô ơi và mình chạy lên khoe bố mẹ vì lần đầu tiên được gọi là cô. Thấy già, thấy ngầu. Mai Trang thích cái thảm màu đỏ đậm hoa văn kỳ quặc, nhưng cọ chân rất thích. Cái thảm ở tầng 1 ngồi mỗi khi ăn cơm, vừa ăn vừa xem tivi. Mình dễ ăn lắm, ba bát cơm, thích nhất món thịt sốt cà chua của bà. Chính cái thảm đấy tạo nên niềm yêu thích thảm và những thứ giáp giáp của mình, vì những cái đấy cọ chân và khá là thích. Chú ơi, cháu về số nhà 57 ngõ 41 Vũ Trí Kiên ạ. Vâng, rẽ đây, rẽ trái, phải, trái, đến barrier thì dừng lại ạ. Ngày bé mình hay ốm lắm và mỗi lần ốm mẹ mình đều đưa mình đến bác sĩ Cảnh ở Trấn Khắc Chân. Hồi đấy mình cứ luôn nghĩ rằng nhà bác sĩ chắc phải xa bằng Hải Dương quê mình ấy. Mỗi lần đi taxi đến mệt rũ rượi ngủ 3-4 giấc vẫn chưa thấy đến. Sau này lớn lên mới biết rằng quãng đường đấy chỉ có 9 cây số thôi, cũng chẳng nhiều lắm. Mình nhớ mỗi lần đi taxi về muộn lắm rồi, nhưng mà mình lại rất hứng khởi chỉ đường cho chú taxi, không bao giờ ngủ gật cả. Được về nhà ngày đấy là một thứ gì đấy rất hạnh phúc, chăn ấm nệm êm chiếc gối thân thương của mình. Khi còn nhỏ, nếu quá mệt, dù có thức mình cũng sẽ giả vờ ngủ vì thấy mình ngủ là mẹ sẽ gọi bố xuống bế mình lên vì không muốn gọi mình dậy. Phòng mình ở tầng 4, cộng với sau này mình ý thức được số 14 sinh nhật nữa, vô hình chung tạo nên cái sự yêu thích số 4 của mình. Bố mình bế lên 4 tầng nhà, thả mình lên cái giường king size 2m2 lò xo, chẳng có gì tuyệt hơn thế cả. Cái giường king size đấy so với chiều ngang của nhà mình là gần vừa khít. Nhà mình dài nhưng không rộng lắm. Khi để giường sát vào một góc cửa sổ, nó chỉ để chừa lại một lối đi nhỏ hẹp đủ bằng chiều dài chân mình lúc ngồi xuống và duỗi ra thôi. Lúc bắt đầu biết đọc, mình hay ngồi ở đấy cả buổi chỉ để đọc hết cuốn truyện này cho đến cuốn truyện khác. Thật sự giờ mình vẫn muốn có một cái góc như thế. Mình thích vì khi mình duỗi chân ra, mình có thể gác chân lên cái phần thành giường. Mọi người cứ tưởng tượng là cái giường đấy nó chỉ là cái đệm 2m2 lò xo cao tầm 1m, gồm hai tầng đệm mà bốn bánh để dễ di chuyển thôi, nghĩa là nó không có phần thành giường. Cái chỗ mình gác chân lên chính là cái phần canvas của tầng đệm thứ nhất. Và như mình nói, mình rất thích những thứ giáp giáp, cọ chân vào đấy, để chuyện lên đùi.
Ánh sáng từ cửa sổ và cửa ban công mở toang là quá đủ để mẹ không bắt mình ngồi lên bàn học cho đủ ánh sáng. Sau này mình thử ngồi lại vào khe đấy rất nhiều lần nhưng không còn vừa nữa. Nó chỉ vừa khi mình hồi còn mình học lớp 2 thôi. Đấy là điều buồn nhất khi lớn lên. Những thứ bao bọc mình giờ đây trở nên quá nhỏ bé, không còn bảo vệ được mình nữa. Nhưng thế giới xung quanh thì vẫn quá là to lớn. Đến một tầm nào đó, nhà mình có một cái giường tầng siêu to bằng gỗ. Mình thì luôn thích ở cao nhưng cái tầng 1 của nó là chỗ chơi của mình. Bao nhiêu gấu bông mình để trong đấy hết. Và trong ký ức mơ hồ của mình mà mình không chắc là có thật không, cái tầng đó có đầy ắp gấu bông. Mình biết chắc chắn rằng mình có rất nhiều quần áo, gấu bông, đồ chơi. Nhiều gấu đến độ kín thì không chắc lắm. Nhưng quần áo thì chắc chắn là nhiều đến độ. Trong trí nhớ của mình rõ mồn một hình ảnh góc tủ kín đựng đồ mùa hè, mùa đông. Những bao tải to đùng màu xanh lá cây cũng theo như lời mẹ dặn là đầy những gì tốt đẹp nhất của Hà Nội thời đấy, cái gì mưu cũng có. Lúc nhà mình chuyển đi, sự thật là có những bộ đồ mình còn chưa một lần mặc tới, còn mới nguyên mà mình đã chật rồi. Mẹ mình rất thương mình, thương theo kiểu không bao giờ muốn mình thiếu thốn điều gì cả, và literally theo kiểu muốn những điều tốt nhất cho mình ý. Nhưng mà mình cũng giống như bao đứa trẻ con khác, cũng thích một hai bộ đồ hơn nhiều bộ đồ khác. Đặc biệt là có một cái áo len màu vàng gà con, kiểu tay nó có cánh rồi mình mặc đến giãn hết cả da rồi mà không chịu vứt đi. Hay hai cái áo di lê màu đỏ và đen có nấm ở trên, mặc từ hồi 3 tuổi là váy cho đến lớp 5 thành áo mình vẫn mặc. Mình nhớ cái bàn phấn tỷ năm của mẹ đến giờ vẫn đang ở nhà bây giờ của mình, cái chỗ mình từng đứng lên bật tivi trong lần đầu nói dối mẹ mà mình đã từng nói cho mọi người trong một cái vlog khác. Nhớ cái giường tầng và nhiều lần ngủ ngã lăn xuống dưới đất từ tầng 2. Nhớ cái gì của mình cũng màu xanh còn em màu hồng. Đến cái màn mắc cho đỡ muỗi cũng xanh. Mà mình thì thích thò chân ra khỏi màn cọ cọ nữa tại nó cũng giáp giáp. Mà thò chân ra ngoài như thế thì muỗi lại cắn. Mình nhớ cái gì mình cũng thích thật căng và phẳng phiu. Đến lúc mắc màn bao giờ mình cũng gài cho thật chặt đến mức có khi nó bung ra. Mình nhớ bộ váy nhung mẹ may cho mình đi diễn hồi lớp 1 có con công bằng kim tuyến. Và hôm mình diễn xong mình về, mẹ còn chụp ảnh cho mình ở cạnh giường tầng. Mình còn bế em. Mình nhớ cảnh mình bế Bi lần đầu và sợ làm rơi em. Nhớ nhiều thứ ở cái nhà đấy. Cái nhà mà mình với Bi dành đủ thời gian vẽ bậy lên tường, cho dù bố có sơn đi sơn lại bao nhiêu lần. Cái lúc chuyển nhà ở năm lớp 3, lớp 4 gì đấy, mình nhớ rằng mình đã đi từng góc một, lướt tay qua từng bức vẽ nguệch ngoạc xấu hoắc đấy và hát. Hát một cái bài dở hơi gì đấy về ngôi nhà 30 mét vuông, mình chẳng nhớ nữa. Hát kiểu AI ấy, chứ cũng chẳng có điệu bộ gì đâu. Hồi đấy mình không khóc, hay là có, mình không nhớ lắm. Mình chỉ biết là có gì đấy rất não nề và rất chán ở trong mình vào phút đấy. Nhưng có lẽ mình không biết đấy là nỗi buồn. Mình có một tuổi thơ rất đẹp, rất vui, rất hạnh phúc và nhiều tiếng cười ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà đấy có thảm ở cầu thang. Chắc hồi đấy bọc cầu thang với thảm là trend. Nhưng mà mình cũng may mắn vì bố bọc cầu thang, chứ không thì mình ngã vỡ đầu từ lâu rồi. Mình ngã nhiều kinh khủng, ngã lăn từ tầng này sang tầng nọ, không hiểu đi đứng kiểu gì. Nhưng mà vì cầu thang bọc thảm nên cầu thang cũng là chỗ chơi yêu thích của mình, bởi vì nó giáp mà. Mỗi lần mình ngạt mũi mình phải đi ra cầu thang để nhỏ xilobalan, đấy là cái thuốc nhỏ của mình. Và mình không được bật đèn khi bố mẹ đang ngủ, cho nên mình sẽ đi xuống cầu thang, bật đèn lên và xuống đúng cái bậc thang đấy. Giờ mình không nhớ là bậc nào nữa, nhưng mình nhớ là mình có một cái bậc thang kiểu đúng cái bậc thang đấy thôi. Ngồi và nhỏ mũi xong lại đi vào. Lúc đấy mình ước cái cầu thang có cái ngăn kéo để mình có thể để đồ vào đấy, giống như kiểu là mấy cái bậc thang bây giờ xịn xịn á. Và mình có thể để luôn xilobalan ở đấy, bởi vì mỗi lần mình đi nhỏ mũi là mình có thể mở ngăn kéo ra. Cái bậc cầu thang đấy như là bậc cầu thang của mình vậy. Có một lần mẹ mắng mình và dọa đuổi mình ra khỏi phòng, không cho mình ngủ với mẹ nữa. Hình như đấy là lần đầu tiên mình lì lợm cắp cái gối, lúc đấy là vỏ gối màu trắng. Mình còn nhớ đến mức như thế cơ mà, xuống tầng 1 nằm. Nhưng mà mình nằm ở cầu thang ơ, vì mình thích cái thảm và lúc đó người mình vừa luôn một bậc cầu thang. Mình chỉ kiểu ngắn bằng cái bậc cầu thang ấy thôi ấy. Và mình thích lắm. Xong rồi mẹ thấy mình nằm ở cầu thang này gọi mình lên ngủ với mẹ. Cũng ở chỗ cầu thang tầng 1 đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy bụi bay trong vệt nắng từ giếng trời đổ xuống. Mọi thứ kỳ diệu như trong phim vậy. Mình không bao giờ thích cái nhà vệ sinh ở tầng 1, cho dù mình đã từng đeo kính lần đầu tiên trong cái nhà vệ sinh đấy và thấy mình thật ngu. Kính màu trắng, không độ, không hiểu sao tự nhiên hôm đấy mẹ cho mình thử đeo. Mỗi lần mình cần đi vệ sinh thì mình sẽ luôn lên đi tầng 2, chỗ vệ sinh có cái cửa màu xanh lá cây kéo ra kéo vào. Thế nhưng mà mình lại rất thích cái góc có máy nước kêu xè xè mỗi lần bơm, hay thích cái gác xếp nhỏ nhỏ phải bắc thang lên mới lên được trên đầu ở tầng 1. Có nhiều thứ rất đỗi thú vị với một đứa trẻ con. Một ngày trôi qua thật chậm nhưng không hề buồn tẻ. Những thứ đơn giản nhất cũng đáng để khám phá.
Từ những giọt sơn không đều trên tường hay vệt chấm đỏ trên tivi, mỗi một ngày trôi qua với thêm rất nhiều điều mới lại cho mình cái cảm giác rằng mình thật ngầu, mình có thể biết tất cả mọi thứ, có những thứ có khi bố mẹ còn chẳng biết, cảm thấy mình sắp lớn rồi, điều mà đáng ra mình không nên mong đến nhanh. Con người ta chỉ có một lần để bé, một lần rất ngắn thôi, chỉ bằng một phần mấy của cả đời người thôi. Với mình ở ngôi nhà đấy, mình bé lắm, được chiều lắm, được thương lắm. Tí con của bà cho đến khi đi ra đời, tuổi thơ của mình là ở đấy, bên những lần xử tội con muỗi với bà và có cốc xanh lá màu vàng hình mặt người, bên những bữa cơm bốn chị em với cái bàn cà phê bé tí ở tầng 2. Chỉ có một khoảng thời gian đấy khi mà mẹ vẫn lái xe máy Yamaha màu trắng chở mình đi cắt tóc với mẹ Ngọc Khánh và được nửa đường hỏi mình là mẹ đã khóa cửa chưa nhỉ? Hay những bữa phở đường Kim Mã Thượng và những bữa ốc của Liễu Giai. Chỉ có khoảng thời gian đấy khi mà mình ngồi từ trưa đến tối muộn đọc một lèo hết 500 trang sách truyện cổ tích Việt Nam bìa màu vàng trên phòng bố ở tầng 5, trên cái bàn màu xanh của mình, ngẩng mặt lên đã thấy trời tối om rồi mà không cảm thấy mệt. Chỉ có một khoảng thời gian đấy khi mai trang tóc ngắn giống mẹ và được bố kiệu lên trên sân thượng tầng 5 để xem pháo hoa ngày Tết, vì sau này các nhà khác cũng cao và Hà Nội cũng cao, và quan trọng là mình không còn bé nữa để bố mà có thể kiệu được. Chỉ có một khoảng thời gian đấy thôi là mình chơi Lego ở trong phòng bà, được bà gọt quả cam cho ăn mà mình luôn thấy bà đỉnh đấy, có thể gọt được thành một kiểu dây xoắn mà không hề đứt, rồi bà còn cho mình ăn cả cái cùi màu trắng của quả cam nữa, mà cái phần đấy là mình rất thích luôn, mặc dù nó chả có vị gì cả. Hay cái nhà vệ sinh siêu khô siêu thơm của máy giặt tầng 3 không bao giờ sợ ướt tất của bà. Mình nhớ những mùa hè quá nóng, mỗi lần đi vệ sinh, mình lấy vòi xịt bồn cầu xịt khắp nhà vệ sinh cho nó mát, mà trí óc non nớt của mình lúc đấy nghĩ là nó mát do nước nó bốc hơi lên. Mình nhớ rằng những lần pha sữa bột cho Bi ở ngoài cầu thang tầng 4 lên tầng 5, có giếng trời sáng trưng, xong mình phát hiện ra là ăn bột sữa rất ngon và mình ăn rất 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 là nhiều. Mình nhớ cả cái hôm mình đói quá đang xuống tìm xem có gì ăn không, rồi lần đầu tiên mình ăn thử bơ cái butter ấy, xong là không kèm một cái gì luôn mà mình thấy ngon quá, xong ăn hết cả cục bơ luôn. Mình nhớ một miếng phô mai con bò cười và một quả trứng mỗi ngày mẹ bắt ăn, nhớ những lần mẹ pha nước cam và thỉnh thoảng bị đứng úp mặt vào tường, nhớ bát mì mỗi sáng bà nấu hay những bát cháo bị nguội vì bà nấu sớm nhưng gọi mãi mình không dậy. Hồi đấy ghét ăn lắm nhưng mà giờ thì lại thèm. Nhớ những lúc bà còn khỏe cõng mình tầng 4 xuống vì mình buồn ngủ. Nhớ cái ghế cao nhất ở bộ bàn ăn màu nâu đậm dành riêng cho mình. Nhớ cái ghế bập bênh mẹ mua ở nhà sinh mà mình dành cả một ngày mùa thu năm nào ngồi ở ban công đọc không gia đình. Nhớ cái cửa sổ nhiều hoa văn mình gác chân lên và ngắm mây trôi. Nhớ cái gối có từ hồi đẻ ra, mẹ mua một cặp, bố nằm một cái, mình nằm một cái. Rồi đến khi có Bi, em nằm một cái, mình nằm một cái. Nhớ cả một bạn nhà đối diện, mình không bao giờ biết tên của bé tí tẹo hay nói chuyện qua ban công. Có rất nhiều thứ mình nhớ về ngày bé, những câu chuyện không đầu không cuối, những lần nghe bà giúp việc ru em, để rồi thuộc luôn cả 101 câu ca dao tục ngữ, những lần nằm ngắm sao với mẹ khi trời còn thấy được sao. Nhớ khi bố xây cái khung sắt vì nhà bị trộm lần một, nhớ cái máy tính bàn của bố và vườn rau nhỏ của bà. Nhưng mình cũng biết là mình đã quên nhiều so với mình của mấy năm trước. Đến giờ mỗi khi buồn buồn mình vẫn hay về nhà cũ, chỉ được đứng ngoài thôi, và thường thì con Milo nhà bên cạnh vẫn sủa đồng lên với mình, hoặc giờ Milo đã chết và đấy là một con Milo khác. Cảm giác ngước nhìn lên căn nhà cao 5 tầng trong cái ngõ bé tí vẫn là cảm giác thân thương theo một kiểu thứ không bao giờ lấy lại được. Đấy là nhà mà đấy cũng không phải là nhà nữa rồi. Mình kể cho rất nhiều người những câu chuyện mà mình nhớ được cái bé, nhiều câu chuyện liên quan đến nhà cũ, kể rất chi tiết hơn nhiều những gì mình biết ở đây. Chẳng nhớ có ai nghe những gì mình kể, chẳng biết là có ai hiểu được mình đã khóc nhiều khi viết cái blog này như thế nào không. Mình từng kể cho mẹ rằng có nhiều cái mẹ bảo là chưa bao giờ xảy ra, nhưng mình cũng biết mẹ hay quên. Mình từng rất giận mẹ vì mẹ quên đi cánh cửa sắt kéo với cái khóa viết tiệp ấy, cái sàn nhà kẻ caro màu đen trắng ở tầng 1 ấy, hay những lúc mẹ còn đi xe máy. Nhưng rồi khi đi rồi, khi lớn lên, mình thấy mình thật trẻ con với bao nhiêu. Chỉ là có thể góc nhìn của mình ngày đấy khác xa với mẹ, và cách nghĩ của trẻ con thì nó khác. Như những lần mình múa cho mẹ và bố xem ngày đấy mẹ còn bảo con dẻo thế, nhưng giờ nghĩ lại mình thấy mình múa xấu kinh khủng. Hay như trong mắt mẹ mình luôn xinh đẹp kể cả mái tóc của lớp 8, lớp 9 còn xấu đi chăng nữa.
ở số nhà 57 ngõ 41 phố Hồng Chí Kiên đấy. Mình có rất nhiều niềm vui và những niềm vui đấy thực sự rất đơn giản, bởi vì với mình lúc đấy thế giới chỉ có gia đình, mấy đứa em họ. Niềm vui khi nghe thấy tiếng xe máy mẹ chạy về từ đầu ngõ, niềm vui vì được ăn bánh trứng thái mua ở bác bán hàng tên Thắm ở đầu ngõ. Và mình không muốn quên đi những điều đấy. Mình biết là không phải những ký ức đấy biến mất, chỉ là nó được cất đi và mình không thể tìm lại được nữa. 10 hay 15 năm nữa có chăng mọi thứ sẽ chỉ thật nhạt nhòa, và có thể mình sẽ ghi đè lên đấy rất nhiều flashback memories khác. Vì thế nên mình muốn được viết lại những gì mình còn nhớ được, khi mà mình vẫn còn nhớ rất nhiều, ghi lại được những càng nhiều càng tốt, cho dù mỗi ký ức chỉ bằng một câu. Vì thế mình viết chuyện ngày bé. Và thật ra mình ước mơ viết một cuốn sách để kể cho mọi người nghe về thế giới diệu kỳ tuổi thơ của mình. Một cuốn sách mà nơi mình sẽ vẽ lên đúng những gì mình từng nhìn thấy, cho mọi người cùng nhớ về lại chuyện ngày bé của mọi người. Bởi vì trong mỗi chúng ta đều có những cô cậu bé ngày đấy sống mãi. Những cô bé cậu bé ngày đấy đã tạo nên chúng ta bây giờ, có đúng không? If only dreams come true. Dù giấc mơ để có thành hiện thực hay không, mình vẫn biết chuyện ngày bé thôi. Đừng lo nhé.